trời ảm từ lúc nãy giờ là em mới vừa mưa xong. Lạnh ha, nhiệt độ ở ngoài bây giờ còn khoảng 6-7 độ. Tối xuống thì còn 1 độ, 2 độ. Có thể đóng băng. Mới đây đã đến 1 năm nữa rồi. Halloween năm ngoái, năm nay không kìa. Gần. Rồi mày ra đường gặp tên này chắc xỉu quá. Giá nữa nè. Ghê quá.
mấy cuốn sách là mượn, bấm thầy mượn phải có thẻ mà. Đối diện là cái hồ nước của Fast Blocks, là cái chỗ tiệc mà nó đưa dựng sân khấu lên để mà nói chuyện rồi cái lễ rồi. Cái này
này cái hạt vẽ, hạt dẻ nè mọi con. Đó. Giờ nó rụng xuống cái nó rớt ra, nó bị bể ra luôn nè. Nó bể ra nhìn nè. Đó. Này hộp của nó nè. Này mấy anh sóc phái lắm nè, mình cũng phái. Này trái này ngon lắm, luộc ra xong rồi ăn ngon nha. Đây có mấy cái này, mấy không bể ra, tự động bể ra. Giờ luộc ăn thử. Vàng á nè, mùa thu lá vàng nè, thấy đẹp không các bạn? Đây tiệm hoa nè, có xe bibon chỗ làm của mình chạy ngang. Cũng có nhiều cây trơ trọi hết rồi, còn lá luôn. Ở đây là dùng Nastin ở ba gan ha. Ngay Nastin Santa. Xe dành cho những ai đi xe bus, đi bon, đi xe lưới điện á, thì qua đây đậu được miễn phí ha. Cho đậu miễn phí dành cho những người đi xe công cộng của nước nhà nước. Cảm ơn Noel rồi. Thấy chừng mấy cái này hay nồng. Thank you.
Bosque qua địa phận khác. Cầu treo, cầu này chỉ có hai cái phe đường. Thank you.